Đây là điều mà học sinh Việt Nam biết ý để ý nè. Đó là những điều giáo viên mà nhắc đi nhắc lại, những điều giáo viên mà nói ở nhà mà bố mẹ mà nói nhắc đi nhắc lại đó là trời, chắc xin lỗi nha, chứ con hay dùng chữ trời. Bố mẹ cứ lải nhải từ đó hoài à. Tức là lúc bây giờ muốn phản kháng rồi đó. Nhưng những điều giáo viên dạy trên trường mà nhắc đi nhắc lại, nhất là những giáo sư mà nhắc đi nhắc lại, không phải tự nhiên người ta nhắc đâu. Bài giảng của họ, họ giảng hàng trăm lần, đúng không ạ? Vậy cái cớ mà nhắc đi nhắc lại là đó là chủ đề, là chủ điểm, đó là cốt lõi, đó là cái cô cần phải nắm bắt nó. Và lúc bây giờ gạch chân, tại sao ở trong đầu mà suy nghĩ cái chuyện đó, chứ không phải là nhắc đi nhắc lại, biết rồi, thực ra chưa biết gì hết trơn. À, như vậy là đây là cách phải nhớ những gì mà giáo viên họ đã lặp đi lặp lại, có nghĩa là dùng ý của họ, họ rất có dụng ý ở trong đó. Tiếp theo, đọc bài trước khi đến lớp. Ngày xưa cách đi học của thầy và cho đến khi đi nghiên cứu tại Nhật cũng tương tự, mình thấy trời ơi may mắn là mình đã học được đúng như vậy. Đó là trước khi hôm nay học bài toán đó, thầy đã đọc trước cái bài toán đó thầy hôm nay giáo viên nó giảng. Khi mà đã đọc trước, nếu các cô thuộc về những người nhìn hoặc là đọc, các cô đã cảm nhận 50-60% là hiểu bài. Cho đến khi giáo viên nó giảng xong, các cô đầu gần như là cảm giác là trời ơi đã hiểu rồi, hạnh phúc quá. Mà các cô biết khi mà mình đã hạnh phúc, khi đã đam mê trong học đó, mình cảm nhận bài nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Đọc ngay tất cả những bài mà ngày hôm nay người ta giải. Và như vậy, việc cảm thụ bài trở nên nhẹ hơn. Chính vì vậy, thầy muốn quay lại lớp đồng chảy. Ôn bài sau khi ngay về nhà là vậy đó, các cô sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian để lắng nghe, để ghi chép vân vân. Rồi gì nữa, biến lời giảng thành những hình ảnh trực quan. Nó giống như game vậy đó. Biến hình ảnh đó thành những, biến những lời giảng thành hình ảnh trực quan. Các con hãy dùng một cái máy hết phải không ạ? Bây giờ người ta đã sử dụng thì rất nhiều. Dành những tờ giấy, không phải là viết xong dùng được. Viết nó ra và vẽ nó ra, dùng máy hết ra. Để làm gì? Chích nó đi ở trong não của mình. Rồi gì nữa, có một tờ giấy nhỏ, những cái stick nhỏ để ghi chú bên cạnh. Các con cần chuyện này nè, không biết trường này có cho hay không, nhưng mà cần máy ảnh kỹ thuật số. Có người hỏi là làm gì thầy? Xin thưa rằng là gần như ở Việt Nam sống vội, bắt đầu giáo viên dạy bài trên bảng dạy xong ở dưới là cũng mất chép xóa chép thiếu một khoảng là khoảng lặng. Hôm rồi thầy giảng cho 200 giáo viên trường Trần Phú, trường phổ thông Trần Phú ở Tân Bình, không biết các con có biết không thôi. Thầy hiệu trưởng hiệu phó thầy chỉ nói một chuyện thôi, có dám dũng cảm để có những khoảng lặng mà học trò sẽ tốt hơn rất nhiều. Tại sao sẽ nói mấy anh một số? Bởi vì khi ghi như vậy nè, các con cần thời gian để chụp cái ảnh đó ở trong đầu. Nếu ghi các con chép xuống là sai rồi. Các con dùng cái ảnh đó để chụp xong rồi, chụp bằng bộ não nữa. Và các con suy nghĩ rằng là mình đã cảm nhận được bao nhiêu phần trăm bài giảng đó. Và lúc bây giờ các con bắt đầu tự ghi ngay trong vở của mình đó. Trẻ con của nước ngoài đều được đem ảnh, đừng có tự chụp cho nhau hoặc là cô dặn đi một chút gì đó, cô quay phim đưa lên mạng. Cái đó là đạo đức của người học sinh kém. Thầy nói như vậy, cái đó mà còn phát tán hơn nữa là mình càng kém hơn những người đó nữa. Người đưa lên mạng là kém, người phát tán còn kém hơn nữa. Không có biết hiểu biết gì về giá trị sống mà không hiểu biết gì đời gì trong đó. Như vậy là thời gian khoảng lặng nó làm gì để các con nhớ được bao nhiêu phần trăm trên bảng, các con sẽ ghi cho vỡ. Còn không nhớ được cái đề phóng đó, về nhà dỡ cái ảnh số đó ra phải không ạ? Coi lại và bắt đầu làm lại. Thầy dám nói các con sẽ hiểu bài nghĩ và rất nhanh. Có bao nhiêu người ở dưới đài? Hay các con chỉ chết cho mấy cái... Không nên ăn kỹ thuật số à? À không cho. Như vậy là thầy cũng là hậu. Mấy ghi âm cái cho. Thầy tiếc, có thể đó là tấm chung của ngành giáo dục thì thầy không biết như thế nào. Nhưng mấy ảnh kỹ thuật số là cái rất quan trọng. Thầy nói nó sẽ giúp cho các con rất tốt trong quá trình một khoảng lặng trở lại để giúp các con cảm thụ.